Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nghi Xuân vừa tổ chức giao ban Ban đại diện Hội đồng Quản trị quý 2 năm 2019. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nguyễn Hải Nam chủ trì hội nghị. Theo báo cáo, đến ngày 15 tháng 4 năm 2019, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nghi Xuân đạt 357 tỷ 745 triệu đồng, tăng 11 tỷ 625 triệu đồng so với cuối năm 2018. Trong đó, ngân sách huyện tăng 250 triệu đồng. Tổng dư nợ đạt 351 tỷ 083 triệu đồng, đạt 98,14% kế hoạch. Doanh số cho vay đạt 40 tỷ 537 triệu đồng. Doanh số thu nợ 32 tỷ 359 triệu đồng. Nguồn tồn đọng 6 tỷ 662 triệu đồng. Trong 3 tháng đầu năm, đã xử lý tốt việc thu hồi nợ đến hạn, không để phát sinh nợ quá hạn. Ngoài ra, chi nhánh còn thực hiện tốt công tác huy động vốn tại địa phương, triển khai kịp thời các chính sách tín dụng ưu đãi đối với các hộ cận nghèo, gia đình chính sách, tổ chức thực hiện tốt các hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn, đối chiếu kiểm tra việc sử dụng vốn của các hộ vay, đồng thời có cơ chế xử lý nợ, góp phần giảm tỷ lệ nợ quá hạn tại địa phương. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Hải Nam, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị, đánh giá cao những kết quả thực hiện các chính sách ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, đồng thời yêu cầu các địa phương phải làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân về sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, trả đúng kỳ hạn. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vay hộ, vay ké. Tập trung huy động tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch xã, xử lý dứt điểm các món nợ quá hạn. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tập trung thực hiện cho vay các nguồn vốn mới và nguồn vốn thu hồi không để tồn đọng vốn, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, an toàn và hiệu quả.